Xin chào cả nhà đang xem kênh Ngọc Tiền Cuộc Sống Hàn Quốc xứ sở Kim Chi ạ. Em là cô gái Việt Nam ạ. Nhìn cái nón lá là biết con gái Việt Nam ha cả nhà. Dạ hôm nay ngày mùa xuân rất là nắng ấm ạ. Hôm nay em quay vườn rau nhà em nha cả nhà. Đây là chỗ trồng rau muống của em á cả nhà. Chắc nhìn kỹ thì sẽ thấy á. Rau muống em ôm hạt được 2 tuần rồi cả nhà, nó lên được có ít lắm. Đợi vài hôm nữa em trời mưa xong rồi em bón thêm đất và phân á cả nhà. Hôm nay nó lên được nhú nhú lên được cao rồi nè cả nhà. Em cho cả nhà xem xung quanh cảnh phía sau nhà em nha cả nhà. Ở phía sau nhà em có thể xem được các thành phố ở phía dưới á cả nhà. Còn đây là nhà của em ở dưới á. Ở đây là phía sau nhà. Ở Hàn Quốc em thấy đất là vàng á cả nhà. Em thấy ở Hàn Quốc á đất hiếm lắm cả nhà. Khu em mà là ở Seoul á nên là ít đất lắm. Nên là phía sau nhà em có được một mảnh đất nhỏ để trồng rau á cả nhà. Hôm nay em quay cho cả nhà xem rau nhà em trồng á cả nhà. Đây là vàng dâu tây á cả nhà. Một năm nó sẽ ra trái một lần ạ. Nó ra bông rất là đẹp ạ. Chuẩn bị ra trái rồi cả nhà. Còn đây là vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh của em. Do hôm qua em mằng cỏ và xới đất và trồng rau á nên là không có quay video ạ. Hôm nay em quay video lại cho cả nhà xem vườn rau nhà em á. Đây là những xà lách và cần ô á cả nhà. Em mua cây giống về trồng á cho nó nhanh ăn á cả nhà. Do thời tiết Hàn Quốc là trồng theo mùa á nên là canh thời gian mà trồng ạ. Đây là cần ô ạ. Đây là một loại xà lách tím. Còn bên đây là hàng hẹ nhà em á cả nhà. Hẹ này là giống hẹ Hàn Quốc nên là cái lá hẹ nó rất là nhỏ ạ. Nhỏ mà ngọt lắm cả nhà. Mình cắt cũng giống như Việt Nam vậy đó cả nhà. Cắt ăn cũng được mà mình bứng rễ lên rồi mình trồng tiếp ăn cũng được ạ. Đây cũng là cái chậu xà lách nhà em á. Xà lách tím á cả nhà. Ở bên đây không có đất nên là thường sẽ trồng chậu nhiều hơn. Rau Hàn Quốc rất là mắc cả nhà ơi, nên là nhà em á đông người ăn á nên là sẽ trồng á. Trồng vừa sạch vừa ngon và vừa rẻ nữa cả nhà. Còn mua rất là mắc nên là
Nhà em canh thời gian để trồng rau để ăn á cả nhà. Còn bên đây cũng là một loại rau ạ. Bên đây là hai cây cà tím. Đây là những cái hành Baro nhà em á cả nhà. Rau bông đẹp quá. Rau bông mình có thể lấy hạt trồng tiếp theo á cả nhà. Hành Baro ạ. Còn bên đây là hành lá cả nhà. Đây là giống ớt hiểm và ớt sừng trâu em đem từ Việt Nam qua ươm được hơn 2 tuần rồi cả nhà. Đợi lớn chút xíu nữa em sẽ tách ra và trồng ngoài chậu lớn cả nhà. Bên đây cũng là cây cảnh nhà em trồng á cả nhà. Mẹ chồng em thích ngắm hoa đồ á. Nên là cũng hay sưu tập những loại cây mà dễ sống và đẹp á. Đây là cây cà chua. Đây là cây ớt. Bên đây cũng là loại rau xà lách mà không có bán nha. Không có bán cây con á cả nhà, nên là em ươm hạt. Ươm hạt cũng khoảng một tháng rồi nó lên được nhiêu đây nè cả nhà. Đây cũng là cây ớt. Bên đây em cũng ươm hạt được một tháng mà nó lên cao hơn bên cái xà lách kia. Đây là xà lách dúng ạ. Cũng mua giống cây nhỏ về trồng á cả nhà. Đây là cây ớt. Đây được 3 cây cà chua. Một cái chậu này trồng được 3 cây cà chua. Đây cũng là hẹ. Đây là dàn kỷ tử nhà em ạ. Đợi vài hôm nữa xà lách nhà em lớn em thu hoạch em sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Cả nhà thương em, cho em một cái đăng ký kênh, một cái like và một cái chia sẻ nha cả nhà.